Đây. Moto 3425 cc chào em nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo của ngữ pháp 72, đó là cái phần so sánh hơn. Đó, so sánh hơn là như nào? Ví dụ như là tôi cao hơn anh ta, tóc tôi dài hơn anh ta, cô ấy xinh hơn tôi chẳng hạn. Biết là ngữ pháp này là trước CC đã giảng chưa nhỉ? CC cũng quên rồi nhưng hôm nay CC sẽ giảng lại nhé. Đó thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái ngữ pháp so sánh hơn, thì chúng ta sẽ có là danh từ một hóa, danh từ hai yori cộng với tính từ đề sự. Được chưa ạ? Sensei like vào giờ nào vậy ạ? Sensei tướng like 8 giờ tối nhé. Lịch like thì Sensei hay thông báo vào trên nhóm ấy. Đó. Chắc là do hôm nay Sensei cũng không báo trên nhóm nên các bạn không biết để vào. Thì chúng ta sẽ có danh từ một và danh từ hai yori cộng với tính từ đề sự. Thì nó sẽ có nghĩa là cái thằng một này nó tính từ hơn cái thằng hai này. Đây ví dụ chúng ta sẽ có một cái ví dụ này. Kare wa watashi yori takai desu. Được chưa? Kare là danh từ một, anh ấy, đúng không? Watashi là tôi. Được chưa? Watashi yori takai desu tức là anh ấy cao hơn tôi. Được chưa nhỉ? Đó. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu đây được gọi là so sánh hơn. Và ví dụ Tokyo wa Osaka yori oki desu. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ có Tokyo là gì ạ? Danh từ một, đúng chưa? Osaka sẽ là danh từ hai. Được chưa nhỉ? Osaka yori tức là hơn Osaka. Đó, và hơn cái gì ạ? Oki desu, to hơn. Được chưa nhỉ? Tokyo wa Osaka yori oki desu. Thì câu này sẽ có nghĩa là Tokyo sẽ lớn hơn Osaka hoặc là to hơn Osaka. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo này, cái cặp này nặng hơn cái cặp đó, thì bây giờ các bạn có thể dịch là cái cặp này là gì ạ? Kono kaban, đúng không? Nặng hơn cái cặp đó. Cái cặp đó của chúng ta sẽ là gì ạ? Sono kaban. Hơn cái đó thì sẽ là sono kaban yori, đúng không? Nặng thì là gì ạ? Omoi. Thấy chưa nhỉ? Vậy thì cái câu này chúng ta sẽ dịch thành Kono kaban wa sono kaban yori omoi desu. Được chưa? Là cái cặp này sẽ nặng hơn cái cặp đó. Ok chưa nào? Tiếp theo nhá, chúng ta có gì ạ? Thịt bò đắt hơn thịt lợn. Được chưa ạ? Thì chỗ này của chúng ta thịt bò đắt hơn thịt lợn. Thì thịt bò sẽ là danh từ số 1, đúng không? Thì thịt bò của chúng ta là gì ạ? Gyu-niu, đúng nhá? À nhầm, sẽ nhầm gyu-ni-cự, được chưa ạ? Gyu-ni-cự á, được chưa? Thịt lợn, buta-ni-cự yori, đúng không? Hơn thịt lợn mà. Thì chúng ta sẽ thành buta-ni-cự yori, được chưa? Đắt thì chúng ta có gì ạ? Takai, được chưa nhỉ? Vậy thì câu này của chúng ta sẽ là Gyu-niku wa buta-niku yori takai desu. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo. Ở đây đông người hơn ở kia. À, cái này là lần trước CC nhớ rồi. Lần trước CC có giảng cái nội dung này rồi. Thì coi như hôm nay CC sẽ giảng lại đoạn đầu nhá. Được chưa? Ở đây đông người hơn ở kia. Ở đây của chúng ta sẽ là danh từ một đúng không? Koko. Koko wa đông người hơn ở kia. Ở kia sẽ là gì ạ? Soko yori. Đông người thì chúng ta có gì? Hito ga oi. Được chưa? Hito ga oi. Vậy thì nó sẽ là Koko wa soko yori hito ga oi desu. Được chưa nhỉ? Koko wa asoko cũng được hoặc là soko cũng được. Được chưa nhỉ? Koko wa asoko yori hoặc koko wa soko yori hito ga oi desu. Ở đấy đông người hơn ở kia. Được chưa nào? Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần kanji nhá. Kanji trong các từ vựng của bài 12. Thì xin sẽ chào Hoài nhá. Hôm nay ít bạn xem lắm thì không biết là các bạn có thể comment được cho CC là chữ kanji này là chữ gì không? Có bạn nào nhận ra chữ kanji này là chữ gì không ạ? Chữ kanji này là chữ gì nào? Trong từ vựng bài 12 đấy mọi người. Chữ kanji này là chữ gì nhỉ? Chữ kanji này là chữ gì? Gần, đúng rồi. Chữ kanji này là chữ gần mà nó được đọc là gì ạ? Chikai. Sensei cũng mới vào được khoảng 5 phút đi Hoài ạ. Mới dậy được khoảng 5 phút rồi. Mà hôm nay các bạn vào học ít thật đấy. Mỗi khi đông lắm mà. Mỗi khi hơn trăm người, hôm nay có 10 người. Hay là do dạo này CC không like này các bạn quên CC rồi sao ấy. Buồn quá. Được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ có đây là gì ạ? Chikai. Tiếp theo số 2 nào. Số 2 các bạn có nhớ đây là chữ kanji gì không? Cũng là từ vựng của bài 12 nhé mọi người nhá. Từ vựng của bài 12 trong giáo trình min 1 đấy mọi người ạ. Số 2 của chúng ta là gì?
Có ai nhủ không? Không ai nhủ à? Không thấy ai comment nhỉ? Số 2 của chúng ta là can gì gì? Em mất gốc N5 CC có lớp học không ạ? CC chỉ like dạy miễn phí thôi nhá. Đang like lộ trình N5 đấy. Đang học đến bài 12 đấy. Chữ số 2 của chúng ta là gì ạ? Sashimi. Các bạn có nhớ không ạ? Sashimi. Rồi số 3 của chúng ta là gì? Bạn nào nhớ chữ kanji số 3 là gì không? Chữ kanji số 3 là gì nào? Chữ kanji số 3. Đúng rồi, xin xe like giờ Việt Nam, like 8 giờ Việt Nam nhé. Bạn Moto nếu mà muốn theo dõi like của Sensei hoặc là xem lại các video đã like, bạn có thể kết bạn giá lồ số này nhé. Và nhắn với cú pháp Sensei hỗ trợ em vào nhóm mà được nhé. Thì sau like Sensei sẽ gửi link nhóm cho. Đúng rồi, chữ này là Fuyu. Hoài, đúng rồi. Chữ này là Fuyu, mùa đông nhá, không phải là Oi nhá, Tuấn GP nhá. Ok chưa ạ? Nó là Fuyu. Tiếp này. Số 4 của chúng ta là từ gì, các bạn có nhận ra không? Số 4 là từ gì nhỉ? Số 4 là từ gì nào? Số 4 là từ gì ạ? Số 4. Daki, chết em vô trễ. Daki là số 4. Số 4 là gì? Chữ kanji này là gì nào? Comment cho xem cái nào. Số 4 nào? Không bạn nào biết chữ này à? Buồn quá nhỉ. Số 4 của chúng ta là Suzushi đấy mọi người. Còn nhớ không? Mát mẻ đấy. Đúng chưa? Số 5 của chúng ta sẽ là Omoi, nặng. Đúng không ạ? Omoi, nặng. Tiếp theo cuối cùng số 6 của chúng ta là Ikebana. Đây là nghệ thuật cắm hoa. Đúng chưa ạ? Nghệ thuật cắm hoa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái ngữ pháp tiếp theo xin nhá. Ngữ pháp tiếp theo của chúng ta trong bài 12 đó là so sánh lựa chọn. Được chưa ạ? So sánh lựa chọn thì chúng ta sẽ có cấu trúc ngữ pháp là danh từ 1 tố, danh từ 2 tố. Được chưa ạ? Dochira ga cộng với tính từ desu ka. Ví dụ như là tôi và cô ấy thì ai xinh hơn chẳng hạn. Được chưa ạ? Thì đấy là một loại so sánh lựa chọn. Ok chưa nào? Hoặc là tôi và anh ta thì ai là người nhiều tiền hơn chẳng hạn. Đó, hoặc là cái bút này và cái bút đó thì cái bút nào đắt tiền hơn. Thì nó là một loại so sánh lựa chọn nhé mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ đến với cái ví dụ cho sensei này. Đó, ví dụ này. Hà Nội, được chưa? Hà Nội tố, Tokyo tố, được chưa? Nhiều bạn sau này các bạn sẽ hay quên, các bạn sẽ là tố ở đây và quá ở đây. Đó, là các bạn hay quên trợ từ, các bạn sẽ dùng sai trợ từ mà nó sẽ phải là tố và tố nhé mọi người nhé. Thì nó sẽ là Hà Nội tố, Tokyo tố, dochira ga atsui desu ka? Được chưa? Dochira ga atsui desu ka là ở chỗ nào nóng hơn. Được chưa nhỉ? Vậy là Hà Nội và Tokyo thì ở đâu nóng hơn? Thì các bạn nhớ xem xem nhé. Khi mà các bạn đưa ra câu hỏi có sự so sánh lựa chọn thì chúng ta sẽ là danh từ một tố, danh từ hai tố. Thế chưa nhỉ? Không phải là danh từ một tố và danh từ hai hóa nhá. Sau này rất nhiều bạn nhầm thành hóa. Được chưa? Danh từ một tố, danh từ hai tố, dochira ga cộng với tính từ desu ka. Thế chưa nhỉ? Thì đấy là một loại so sánh lựa chọn. Các bạn nhớ sensei nhé. Đó, ví dụ này. Bóng đá và bóng chày. Cái nào thú vị hơn? Được chưa? Thì bây giờ bóng đá của chúng ta sẽ là danh từ thứ nhất. Chưa? Bóng chày của chúng ta sẽ là danh từ thứ hai. Cái nào thú vị hơn thì chúng ta nhớ sensei cái nào sẽ là gì? Dochira ga. Được chưa ạ? Thú vị là gì? Tính từ, đúng không? Thêm cái tính từ vào cộng với desu ka. Đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Saka to, yakyu to. Được chưa ạ? Saka là bóng đá, đúng không nào? Yakyu là bóng chày. Vậy thì đúng ngữ pháp sẽ là Saka to, yakyu to, dochira ga omoshiroi desu ka? Được chưa nhỉ? Cái nào thú vị hơn mà, đúng không? Thì nó sẽ là dochira ga omoshiroi desu ka? Đúng chưa? Các bạn có thể thả like, thả tim giúp sensei nhé. Hôm nay có vẻ ít bạn vào học thật đấy. Mọi khi là sensei like đông lắm. Hôm nay ít thực sự, lần đầu tiên sensei thấy chỉ có 10 người xem luôn ấy. Hay là hôm nay các bạn bận xem cái gì nhỉ? Hôm nay có vẻ mùng 9 tháng 9 không anh? Mùng 9 tháng 9 khả năng các bạn bận đi săn sale rồi giờ. Sáu mùng 6 à? Mới mùng 6 tháng 9 mà. Sao ít người xem thế nhỉ? Lạ thật đấy. Hay là một tuần mình không like nên là top top là bóp tương tác của mình rồi.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái ví dụ thứ hai cho xem nhá. Việt Nam đá bóng á? À, tức là Việt Nam hôm nay có đá bóng à? Ô, hôm nay có trận bóng đá gì nhỉ? Sao em không biết nhỉ? Khả năng thế, bởi vì là thường là các bạn ấy sẽ bận xem cái gì hoặc chơi cái gì đó nên là sẽ không vào học đấy. Hoặc là tại sẽ nghỉ lâu, sẽ nghỉ nguyên một tuần mới like lại mà. Rồi, chúng ta có gì? Tuần này và tuần sau, tuần nào rảnh hơn, đúng không? Thì đây là so sánh. Câu hỏi so sánh hơn nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta lại phân tích tuần này của chúng ta sẽ là gì? Danh từ số 1. Tuần sau của chúng ta là danh từ số 2, đúng không? Tuần nào thì chúng ta sẽ sử dụng là dochira ga, được chưa? Rảnh thì chúng ta có gì ạ? Hima, đúng không ạ? Vậy thì nguyên cái câu này chúng ta sẽ dịch là gì? Konshu to raishu to dochira ga hima desu ka? Được chưa? Konshu to raishu to dochira ga hima desu ka? Đó, tuần này và tuần sau thì tuần nào sẽ rảnh hơn? Ok chưa nào? Rồi, tiếp theo. Ví dụ như câu này, hiragana và katakana, cái nào khó hơn? Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có danh từ số 1 là gì? Hiragana. Danh từ số 2 là katakana, đúng không? Cái nào thì chúng ta có gì ạ? Dochira, đúng không? Khó, chúng ta có gì? Muzukashi. Vậy thì áp dụng vào cấu trúc ngữ pháp thì chúng ta sẽ có là hiragana to katakana to, được chưa? Cái nào? Dochira ga, đúng không? Khó, muzukashi desu ka? Đúng chưa nào? À, thì nguyên câu của chúng ta sẽ là hiragana to katakana to dochira ga muzukashi desu ka? Ok chưa? Đó, tiếp theo chúng ta đến với bố và mẹ. Ai nấu ăn giỏi hơn? Được chưa? Thì trong này chúng ta có bố là danh từ số 1 đúng không? Mẹ là danh từ số 2 đúng không? Ai thì bây giờ chúng ta sẽ dùng là dochira. Được chưa? Nấu ăn giỏi hơn. Nấu ăn thì là gì? Ryori, đúng không? Và trước thì chúng ta học có cụm gì? Ryori ga juzu là gì ạ? Nấu ăn giỏi, đúng không? Vậy thì câu này chúng ta sẽ chuyển thành chichi to. À, nếu mà hỏi người khác thì chúng ta có thể dùng là otosan to, okasan to, được chưa nhỉ? Ai, dare thì bây giờ nó sẽ chuyển thành dochira, được chưa nhỉ? Trong mẫu ngữ pháp này của chúng ta sẽ là dochira. Dochira ga ryori ga juzu desu ka? Được chưa nhỉ? Otosan to okasan to dochira ga ryori ga juzu desu ka? Được chưa nhỉ? Ai sẽ là người nấu ăn giỏi hơn? Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu ngữ pháp khác của bài 12. Nó là so sánh, lựa chọn. À, nó sẽ là thuộc câu trả lời. Được chưa nhỉ? Ví dụ, như lúc nãy chúng ta hỏi là bố và mẹ ai nấu ăn giỏi hơn? Đúng không? Hà Nội và Tokyo chỗ nào nóng hơn? Đúng không? Đó, hoặc hiragana và katakana cái nào khó hơn, đúng không? Thì đấy là câu hỏi và bây giờ chúng ta sẽ phải đến với câu trả lời, đúng không? Ví dụ như nói là anh ta hỏi là Hà Nội với Tokyo chỗ nào nóng hơn, mình sẽ trả lời là Hà Nội nóng hơn chẳng hạn. Vậy lúc đấy mình sẽ phải dùng câu nào để trả lời? Thì các bạn nhớ lên xe, đây sẽ là câu trả lời nhé. Chúng ta sẽ chọn danh từ 1 hoặc danh từ 2 cộng với no ho. Các bạn nhớ nhé, no ho và cộng với ga và cộng với tính từ đề sự. Được chưa nhỉ? Có nhóm UN40CCCC0 nhá. CC đang like dậy N5 thôi mọi người ạ. CC chưa like dậy đến N4. Các bạn thông cảm CC nhá. Khi nào CC like xong N5 thì CC mới lên đến N4. Ok chưa nào? Đó, thì bây giờ đây sẽ là câu trả lời, đúng không? Thì ví dụ như lúc nãy chúng ta sẽ có gì? Hà Nội to Tokyo to どちらが暑いですか? Hà Nội và Tokyo thì ở đâu nóng hơn? Đúng không? Vậy thì câu trả lời của chúng ta, ví dụ Hà Nội nóng hơn thì chúng ta sẽ nói là Hà Nội no ho ga atsui desu. Được chưa nhỉ? Các bạn nhớ nhá, nó sẽ có thêm no ho cộng với trợ từ ga và cộng với tính từ. No ho tức là phía. Nếu mà bản chất của nó ho có nghĩa là phía, hướng. Được chưa nhỉ? Thì tức là phía Hà Nội sẽ nóng hơn phía Tokyo. Được chưa nhỉ? Đó, thì chúng ta sẽ có là Hà Nội no ho ga atsui desu. Thì có nghĩa là Hà Nội nóng hơn. Hai mới bắt xem rồi sensei. Ừ đấy, mọi sensei nghỉ một tuần xong là các bạn quên hết sensei luôn. Đó thì các bạn nhớ sensei nhá. Lúc nãy chúng ta học mẫu câu hỏi so sánh lựa chọn và bây giờ chúng ta đến với mẫu câu trả lời cho việc so sánh lựa chọn giúp sensei nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với luyện tập này. Ví dụ bóng đá thú vị hơn. Lúc nãy chúng ta có câu là gì? Bóng đá và bóng chày cái nào thú vị hơn đúng không? Saka to yakyu to dochira ga omoshiroi desu ka? Đúng chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta trả lời là bóng đá thú vị hơn thì các bạn sẽ nói như nào ạ?
Nếu mà nói bóng đá thú vị hơn, các bạn sẽ nói như thế nào ạ? Đang ở Nhật vẫn học lại để ôn. Đúng rồi, nếu mà các bạn muốn nắm chắc kiến thức thì các bạn phải ôn nhé. Bóng đá thú vị hơn, các bạn sẽ nói như nào? Theo đúng mẫu cấu trúc ngữ pháp no hô cá cộng với tính từ nào. Bóng đá thú vị hơn, các bạn sẽ trả lời như nào? Comment giúp Sensei xem nào. Sensei chào Nguyễn Thị Hợp à. Bóng đá thú vị hơn, các bạn sẽ trả lời như nào ạ? Đây là ngữ pháp của bài 12 nhé, trong giáo trình min 1 nhé mọi người nhé. Tương đương với nội dung học của N5 đấy. Bóng đá thú vị hơn, chưa bạn nào comment được à? Bóng đá thú vị hơn nếu áp dụng vào đúng. Đúng rồi. Saka no hou ga omoshiroi desu. Đúng rồi, bạn Hoài trả lời đúng rồi, Harry chẳng đúng rồi này. Thì chúng ta sẽ là Saka no hou, được chưa nhỉ? Ga omoshiroi desu. Đức ngày mai comment. Đúng rồi nhá. Đúng rồi. Saka của Đức bị thiếu trường âm nhá. Saka có trường âm nhá. Saka no hou và hou phải có trường âm ư nhá. An đang ở Nhật comment đúng rồi này. Đức ngày mai đang bị thiếu trường âm. Rồi chúng ta sẽ có Saka no hou ga omoshiroi desu, chưa nhỉ? Tiếp theo, tuần sau rảnh hơn chúng ta sẽ nói như nào ạ? Lúc nãy chúng ta có câu gì? Tuần này và tuần sau khi nào rảnh hơn đúng không? Konshu to raishu to dochira ga hima desu ka? Đúng chưa nào? Và bây giờ các bạn trả lời xem tuần sau rảnh hơn theo ngữ pháp no ho cộng với tính từ nào. No ho ga cộng với tính từ nào thì chúng ta sẽ trả lời như nào? Tuần sau rảnh hơn. Raishu no ho ga hima desu. An đang ở Nhật. Raishu bị sai nha An nhá. Raishu, shu của em nó phải kết thúc bằng ư chứ, đúng không? Nó phải là raishu, shu là phải kết thúc bằng ư. Raishu no ho ga hima desu. Bạn Phạm Văn Mạnh à? Phạm Văn Mạnh bị sai chữ hô nhá. Hô phải có trường âm ư. Raishu no ho ga hima desu. Đúng rồi, Harry chẳng đúng rồi này. Bạn Hoài trả lời đúng rồi này. Nó sẽ là gì ạ? Raishu no ho ga hima desu. Nhớ cho xe nhá, raishu phải có trường âm ư ở đây, được chưa nhỉ? Hô phải có trường âm ư nhá. Raishu no ho ga hima desu. Rồi, ok. Tiếp theo, katakana khó hơn, các bạn sẽ nói như nào ạ? Lúc nãy thì chúng ta có câu hỏi gì? Hiragana to katakana to dochira ga muzukashii desu ka? Đúng không? Và chúng ta sẽ trả lời là katakana khó hơn thì các bạn sẽ trả lời như nào ạ? Shop đồ gia dụng raishu no ho ho của bạn bị thiếu ư nhá. Hiragana katakana khó hơn các bạn sẽ trả lời như nào? Katakana khó hơn. Katakana no ho ga muzukashii desu. Phạm Văn Mạnh, muzukashi của bạn thiếu y nhá. Nó là tính từ đối y mà. Đúng không? Đức ngày mai katakana no ho ga muzukashi desu. Đúng rồi. Bích Ngân bị thiếu chữ y nhá. Bài này bài 12 nhá, loài người thật đáng sợ nhá. Sensei đang like ngữ pháp bài 12 mọi người ạ. Đây này, ngữ pháp bài 12 trong giáo trình min 1. Ok chưa ạ? Rồi chúng ta có katakana no ho ga muzukashii desu. Các bạn nhớ xem xem nhé. Katakana no hou ga muzukashii desu. Rồi tiếp theo, bố nấu ăn giỏi hơn chúng ta sẽ nói như nào ạ? Bố nấu ăn giỏi hơn. Bố nấu ăn giỏi hơn chúng ta sẽ nói như nào ạ? Lúc nãy chúng ta có câu gì? Bố và mẹ ai nấu ăn giỏi hơn đúng không? Otousan to okaasan to dochira ga ryōri ga zozu desu ka? Đúng chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta trả lời là bố nấu ăn giỏi hơn thì các bạn sẽ nói như nào? Theo ngữ pháp no ho ga nào? Trả lời xin xem nào. Bố nấu ăn giỏi hơn nào. Comment cho xin xem nào. Tranh thủ quảng cáo một chút, bạn nào lần đầu tiên và like của xin xem và muốn xem lại các video đã like hoặc nhận thông báo lịch like hoặc làm bài tập thì các bạn có thể kết bạn giá lồ số này nhé và nhắn với cú pháp xin xem hỗ trợ em vào nhóm là được nhé. Thì sau buổi live CC sẽ gửi link nhóm cho các bạn. Nhóm trên giá lồ hoàn toàn miễn phí. Các bạn vào đấy sẽ xem được tất cả các video đã like, nhận thông báo lịch like và bài tập nhé. CC like theo lộ trình từ N5 lên N4, sau đó thì sẽ lại đảo chiều quay về N3, thì CC cũng sẽ có like nhé. Rồi chúng ta sẽ có gì? Chi chi no ho ga gohan o tsukutte sai rồi nhá, Phạm Văn Mạnh nhá. Chi chi no ho ga zozu desu. Rồi ok, Bích Ngân trả lời đúng. Chúng ta có chi chi no ho ga zozu desu. Hoặc cụ thể hơn thì có thể nói là otousan no hou hoặc chichi no hou ga ryōri ga zozu desu, được chưa nhỉ? Cụ ryōri ga zozu desu có nghĩa là nấu ăn giỏi, được chưa? Kể xem nào.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kanji trong từ vựng bài 12 cho sensei nhá. Bạn nào mà học sensei lâu thì sẽ biết là trong mỗi một bài giảng ngữ pháp thì sensei sẽ cho các bạn nhận diện mặt chữ kanji trong bài từ vựng của cái bài đó. Ok chưa? Thì bạn nào học rồi thì đây là một phần để luyện tập, còn chưa học thì coi như là một 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 lần để các bạn học chữ kanji nhá. Chữ đầu tiên này các bạn sẽ trả lời sensei xem chữ này là chữ gì ạ? Chữ đầu tiên này là chữ gì ạ? Em quên mất từ vựng rồi. Quên mất từ vựng thì yêu cầu phải ôn lại nhé. À Hoài giờ này học từ vựng rất là tốt nhá. Đúng rồi, chúng ta có đây là tô ôi, đúng không ạ? Bạn Hoài Anh trả lời cũng đúng rồi này. Tô ôi có nghĩa là xa, đúng chưa ạ? Tiếp số 2 của chúng ta là từ gì mọi người? Số 2 của chúng ta là từ gì? Số 2 a mai, đúng rồi, số 2 của chúng ta là a mai. Ok, tiếp theo số 3 của chúng ta là gì ạ? Số 3 của chúng ta là gì ạ? Số 3 nè. Số 3 quá dễ luôn này. Từ vựng của bài 12 đấy, trong giáo trình min 1 đấy. Daki, đúng rồi, tenki. Ok. Chữ này của chúng ta là tenki, thời tiết khí hậu đúng không? Chúng ta học kanji rất nhiều rồi. Bạn nào học kanji lúc L với sensei hoặc là hack não kanji đều học những cái từ này rồi. Ok, tiếp theo. Số 4, số 4 là gì ạ? Số 4 là gì đây mọi người? Không phải ame, chùm cuối không phải ame. Không phải ame, các bạn bị nhầm rồi. Nó giống giống ame nhưng nó không phải ame. Đúng rồi, mai thoa, nó là tuyết kìa. Nó là tuyết. Yuki, các bạn nhá. Yuki, đây là tuyết, không phải là mưa. Các bạn nhớ sensei, mưa thì nó không phải là chữ này đâu ạ. Đây là yuki là tuyết. Ok chưa nào? Tiếp theo số 5 của chúng ta là gì ạ? Số 5 là gì nhỉ? Cái gì mà thu bé lại chỉ bằng một cô gái đấy. Đúng rồi, xe thế giới đúng không? Xe cai, Daki comment rất là đúng. Xe cai các bạn nhớ lên đây nhá, xe không có chữ y đâu nhá. Nhiều bạn bị nhầm xe có chữ y là sai nhá. Xe có chữ y là thành chữ xe cai khác. Đây nhá, xe cai thế giới. Ok chưa? Tiếp theo số 6 của chúng ta là gì ạ? Số 6. Số 6. Số 6. Số 6 nào. Cái này nó cũng đẹp ngang với Sakura đây. Không phải Sorai. Không phải Kocha nhá, Daki nhá. Chữ này đâu phải là chữ trà đâu. Chữ này là chữ lá cơ mà. Chữ này chữ diệp đấy, chữ lá đấy. Đâu phải là trà. Kocha thì đằng sau của nó phải là chữ trà chứ. Không phải Kumori. Bích Ngân, Momiji. Chuẩn luôn nhá các bạn nhá. Momiji lá đỏ, nhớ lên dê nhá. Cô này là hồng đúng không, còn đây là lá, cái lá màu hồng là momiji đấy mọi người ạ. Đúng ạ, momiji lá đỏ, nhớ lên dê nhá. Ok chưa nào? Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái ngữ pháp tiếp theo của bài 12, đó là so sánh hơn nhất. So sánh hơn nhất là như nào? Ví dụ nhỉ, trong nhà tôi bố tôi ít nói nhất đúng không, thì là bố mình đang là đứng top trong một cái tính từ nào đấy đúng không? Hoặc là trong lớp tôi thằng A này nó học giỏi nhất thì nó đang đứng top, thì nó sẽ gọi là hơn nhất, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ có là N1 nona cả đế. Thì cái này N1 nona cả đế thì chúng ta có thể là chỉ sử dụng là N1 đế thôi cũng được, hoặc người ta có thể nói là N1 nona cả đế. Thì các bạn nhớ sensei này, naka là ở bên trong đúng không, nonaka là ở bên trong, được chưa ạ? Thì chỗ này người ta có giải thích cho chúng ta này, nona cả đế là biểu thị phạm vi của danh từ. Ví dụ trong gia đình tôi thì gia đình sẽ là cái danh từ N1 này các bạn nhé. Nó sẽ là gì? Kazoku no naka de hoặc kazoku de cũng được. Người ta đang lược bỏ no naka đi. Các bạn sẽ ngầm hiểu là kazoku de có nghĩa là trong gia đình, hoặc nói đầy đủ thì sẽ là kazoku no naka de. Được chưa nhỉ? Thì nó sẽ là biểu thị cái phạm vi của danh từ. Phạm vi là gì? Là trong gia đình, được chưa? Hoặc là gì? Trong lớp tôi đúng không? Thì chúng ta có gì ạ? Kurasu no naka de, trong lớp tôi, được chưa ạ? Hoặc là ví dụ như trong công ty tôi, kaisa no naka de, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Chỗ này người ta sẽ sử dụng bốn từ để hỏi, về vật, nơi, con người và thời gian địa điểm. Đó. Ví dụ nani ga ichiban chấm mặt chấm desu ka, cái gì tính từ nhất. Đó, ví dụ như là trong nhà tôi
trong nhà bạn cái gì đắt nhất chẳng hạn. Đó, thì lúc đấy chúng ta sẽ là naniga. Được chưa? Đó, trong nhà bạn chỗ nào thấp nhất chẳng hạn thì lúc đấy sẽ là dokoga. Ok chưa nào? Trong nhà bạn ai đẹp trai nhất chẳng hạn thì lúc này hỏi ai thì chúng ta sẽ là gì? Darega. Được chưa? Và trong nhà bạn lúc nào ồn ào nhất thì sẽ là lúc nào chúng ta sẽ sử dụng là gì ạ? Itsu. Được chưa? Itsu. Đó, thì nó sẽ có bốn cách để hỏi. Các bạn nhớ sensei nhá. Sensei wa koibito ga imasu ka? Zannen desu ga koibito ga itemasu. Ok. Sensei cảm ơn Phạm Văn Mạnh nhá. Đó thì các bạn nhớ sensei nhá, thì chúng ta sẽ có bốn cái từ để hỏi để dành cho cái việc hỏi so sánh hơn nhất. Nani ga ichiban, doko ga ichiban, dare ga ichiban, itsu ga ichiban cộng với tính từ desu ka? Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu ví dụ ở trên xe nhá. Đây này. Ví dụ: Nihon ryori no naka de nani ga ichiban oishii desu ka? Được chưa nhỉ? Thì chỗ này chúng ta có Nihon ryori của chúng ta là gì ạ? Theo đúng cấu trúc ngữ pháp thì nó là gì? Danh từ một. Đúng chưa? No naka de. Nihon ryori tức là gì ạ? Đồ ăn của Nhật Bản, đúng không? No naka de là trong những cái đồ ăn của Nhật Bản. Được chưa? Nani, cái nào? Được chưa? Nani ga ichiban. Các bạn nhớ nhá, ichiban là nhất, là số 1, được chưa? Ichiban oishii desu ka, tức là cái nào ngon nhất. Nhớ sensei nhá. Lịch học như nào vậy sensei? Sensei thường live vào 8 giờ tối các ngày trong tuần trừ thứ bảy chủ nhật hoặc nghỉ lễ. Sensei không live được. Và sensei live miễn phí dạy ở trên chính cái kênh TikTok tiếng Nhật không khó này nhá. Các bạn có thể follow kênh. Mỗi lần sensei live thì nó sẽ tự động nhảy thông báo vào cái TikTok của các bạn. Và tiếp theo nữa là các bạn có thể kết bạn qua Zalo số này và nhắn về cú pháp sensei hỗ trợ em vào nhóm. Thì sau buổi live sensei sẽ gửi cho các bạn cái đường link nhóm trên Zalo, nhóm hoàn toàn miễn phí. Các bạn vào đấy các bạn có thể xem lại tất cả các video mà sensei đã live từ bảng chữ cái live lên cho tới thời điểm hiện tại là ngữ pháp của bài 12. Được chưa ạ? Và có thể nhận thông báo lịch live ở trên đấy, nội dung live là gì, thông báo lịch live là gì, thông báo bài tập. Đó. Và sensei live thì không chỉ ngữ pháp đâu, sensei live cả từ vựng, ngữ pháp, kanji đó và sữa bài tập ngữ pháp. Đó thì sensei đang live theo lộ trình là hết N5 thì sensei sẽ live lên đến N4 và N3. Ok chưa nhỉ? Sensei bắt buộc phải nói là giá lồ nhé Phạm Văn Mạnh nhé. Sensei mà nói đúng tên của nó ra là bây giờ top top nó sẽ cho sensei tắt live luôn. Ok chưa? Nó không cho mình nói đến một nền tảng thứ ba. Ok chưa nào? Rồi sensei sẽ quay lại bài giảng nhé. Thì chúng ta có câu này là gì? Trong món ăn của Nhật thì cái gì là ngon nhất? Đúng chưa? Thì các bạn nhớ sensei chúng ta đang áp dụng đúng cấu trúc ngữ pháp so sánh hơn nhất mà sensei vừa mới chiếu cho các bạn. Thì chúng ta có đây là gì ạ? Danh từ số 1, đúng không? Cộng no naka de, cộng với từ để hỏi, cộng với ga ichiban và cộng với tính từ, cộng với desu ka. Đúng chưa? Đây là so sánh hơn nhất. Chơi nhỉ? Tiếp theo này. Nihon de doko ga ichiban samui desu ka? Được chưa? Nihon de doko ga ichiban samui desu ka? Được chưa nhỉ? Thì chúng ta có gì? Nihon de tức là gì? Ở Nhật. Được chưa nhỉ? Trong đất nước Nhật Bản thì doko ở đây là gì ạ? Nơi nào, đúng không? Doko là từ để hỏi nơi nào mà, đúng không? Ga ichiban samui desu ka? Thì chúng ta có samui là lạnh, đúng không? Ichiban samui là gì? Lạnh nhất, đúng chưa nào? Vậy thì câu này của chúng ta là gì? Ở Nhật Bản thì chỗ nào là lạnh nhất? Đúng chưa nhỉ? Ở Nhật chỗ nào là lạnh nhất? Đúng chưa? Các bạn đã quen với mẫu ngữ pháp này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. Rồi câu này ví dụ: Kazoku de dare ga ichiban shinsetsu desu ka? Các bạn thử dịch cho sensei câu này xem nào. Fukui-ken ga ichiban samui desu. Không, Hokkaido nhá. Ở Nhật mà lạnh nhất thì chỉ có Hokkaido thôi. Nó nằm ở trên phía Bắc. Nó rất là lạnh. Hokkaido chứ Fukui-ken thì vẫn là bình thường. Các bạn dịch cho câu này nào. 家族で誰が一番親切ですか? Bạn Mạnh dịch chưa chuẩn này. Chúng ta đang gì so sánh hơn nhất mà 一番親切ですか? Thì chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Trong gia đình ai là người tốt bụng nhất? Đúng rồi, Thái Thị Thùy Linh comment rất là chuẩn. Chúng ta sẽ là trong gia đình ai là người thân thiện nhất hoặc tốt bụng nhất. Đấy chưa nhỉ? 一番 cơ mà, đúng không? Rồi tiếp theo sang câu này nào. Daki watashi desu. 1年でいつが一番寒いですか? Nào, 1年でいつが一番寒いですか? Câu này các bạn sẽ dịch là gì?
1年でいつが一番寒いですか? Câu này các bạn dịch là gì nào? dịch chứ không trả lời nhá. Dịch cho xem câu này. Đúng rồi, một năm bao giờ lạnh nhất? Xuân chẳng, đúng rồi. Ví dụ như trong một năm thì lúc nào là lúc lạnh nhất, đúng chưa ạ? Trong năm khi nào lạnh nhất? Ok chưa? 1年でいつが一番寒いですか? Chưa nào? Ok, các bạn comment rất là đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cách trả lời cho Sensei nhá. Nãy giờ là chúng ta đang học cách gì? Cách hỏi, đúng không? Lúc nào thì lạnh nhất? Ai thân thiện nhất? Đúng không? Thế bây giờ trả lời như nào? Ví dụ bố tôi thân thiện nhất, tháng 2 lạnh nhất. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời như nào? Thì chúng ta sẽ đến với cái ngữ pháp trả lời cho câu so sánh hơn nhất cho Sensei. Đó là gì ạ? Danh từ cộng với ga ichiban cộng với tính từ desu. Rất là đơn giản, đúng không? Ví dụ chichi ga ichiban shinsetsu desu. Bố tôi là người thân thiện nhất, được chưa ạ? 12月が一番寒いです là gì ạ? Tháng 12 là tháng lạnh nhất, được chưa? Đó, ví dụ như sensei là người đanh đá nhất, sensei ga ichiban đanh đá desu, được chưa? Ok chưa nào? Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ trả lời cho so sánh hơn nhất cho sensei nhé. Các bạn lưu ý nhé. Đó, thì sau khi học xong các bạn cố gắng làm thật nhiều bài tập để luyện tập nhé. Ngày mai thì sensei sẽ gửi link bài tập lên trên nhóm cho các bạn nhé. Sensei nhận học nửa năm nữa không ạ? Sensei live miễn phí mà. Sensei không có mở lớp dạy riêng và không tính phí, chỉ live dạy học miễn phí trên TopTop thôi nhé, Xuân Đại nhé. Nếu mà em đang học nửa năm hoặc muốn ôn lại nửa năm hoặc bắt đầu học nửa năm thì em cũng có thể tham gia bằng cách là em kết bạn giá lầu số này và nhắn với cú pháp Sensei hỗ trợ em vào nhóm là được. Sensei sẽ gửi link nhóm giá lầu cho các bạn, vào đấy các bạn có thể xem lại tất cả các clip đã live từ bảng chữ cái cho đến bây giờ nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một vài chữ kanji còn lại trong từ vựng 72 cho Sensei nhá. Sensei ơi, không học kanji có sao không ạ? Nếu như mà em sang Nhật chỉ để giao tiếp thôi, không cần thi chứng chỉ bằng cấp gì thì có thể em không cần học kanji. Bởi vì em chỉ cần nói thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì ở Nhật tất cả các văn bản hay là tất cả các hình ảnh mà liên quan đến chữ của Nhật thì người ta luôn luôn có kanji ở đấy. Nếu em chỉ học hiragana và katakana thôi mà em không học kanji thì em cũng sẽ không đọc được. Ví dụ như người ta đưa phiếu lương cho em, người ta có một cái thư hoặc là kiện hàng gì đấy người ta gửi cho em, trong đấy tất cả chữ của người ta đều có kanji. Em không học kanji em sẽ không đọc, không biết, không hiểu được. Đấy, thì đấy là một cái rất là thiệt thòi cho em. Còn ví dụ như em nói thì em không nhất thiết phải dùng kanji, đúng không? Các bạn nói thì các bạn chỉ cần sử dụng phát âm thôi. Các bạn nhớ từ vựng, nhớ ngữ pháp là các bạn có thể nói được. Nhưng mà nếu như mà các bạn đi thi, các bạn làm bài tập hay các bạn viết giấy tờ chứng từ hay là các bạn phải đọc những giấy tờ chứng từ mà không biết kanji thì sẽ rất là khổ nhá. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Các bạn có thể follow kênh mỗi lần Sensei đăng clip, Sensei like thì nó sẽ nhảy thông báo và các bạn cứ gửi kết bạn qua giá lầu số này, sau đó thì Sensei sẽ phản hồi và gửi link nhóm cho các bạn nhé. Ok nhá. Ngồi nói không biết nói gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với kanji trong bài 12 Sensei này. Số 1 nào, chữ này là chữ gì nào, bạn nào nhận ra nào? Đây là chữ kanji trong từ vựng của bài 12 luôn đấy mọi người nhá. Sensei rất muốn là các bạn có thể nhận diện được mặt chữ trong từ vựng khi các bạn học. Ucha umi, daki rất là nhanh. Đây nãy giờ giá lồ Sensei kêu tinh tinh này, các bạn ấy vẫn tìm được nhá, em tìm lại số nhá. Đúng rồi, đây là biển, umi. Ok. Thứ hai của chúng ta là gì ạ? Thứ hai là gì đây mọi người? Ok, natsu. Natsu không phải haru nhá. Đây là natsu, mùa hè mọi người ạ. Mùa hè đấy, natsu. Ok, Hằng muốn học thì cứ follow kênh nhá. Mỗi lần CC like nó sẽ nhảy thông báo nhá. Và em kết bạn giá lầu số này và nhắn với cú pháp hỗ trợ em vào nhóm là được nhá. Ok, dạ. Tiếp số 3, các bạn số 3 là gì? Số 3 là gì nào? Số 3 là gì nào? Số 3 nào? Gyuniku. Ok, gyuniku, bạn mạnh bị thiếu ư trường âm nhá. Đấy chưa ạ? Gyuniku. Đây là thịt bò. Được chưa nhỉ? Gyuniku, thịt bò. Ok. Ngưu nhục đây. Rồi, tiếp theo, số 4 của chúng ta là gì ạ? Bạn nào nhận ra số 4 không? Số 4 nào? Nó thuộc từ vựng trong bài 12 đấy mọi người nhá, min 1 đấy nhá. Số 4 của chúng ta là từ gì?
À không phải Atarashi đâu nha. Số 4 không phải Atarashi nha. Nhẹ đúng rồi, số 4 của chúng ta là nhẹ. Nhẹ trong tiếng Nhật là gì nhở? Shop đồ gia dụng, nhẹ trong tiếng Nhật là gì ạ? Chỉ biết là nhẹ thôi à? À đúng rồi, Karui. Đúng rồi, nhẹ là Karui các bạn nhá. Karui, ok. Tiếp theo, số 5 nào. Số 5 quá dễ luôn này. Karui không phải Warui nhá, Harry chàng nhá. Số 5 của chúng ta là gì? Số 5 ạ. Không phải Mori, Daki. Bích Ngân con vẫn đúng rồi, Kumori. Có mây đấy mọi người, Kumori đấy, trời có mây đấy. Đúng không? Rồi số 6 nào, số 6 quá dễ này. Số 6 quá dễ luôn này. Mấy giọt nước kia mà không nhận ra thì số 6 là gì nào? Số 6 chúng ta là gì? Ame đúng rồi, 3627 đúng rồi. Ame, mưa mọi người ạ. Số 6 là mưa, ame. Đó, vậy là chúng ta đã kết thúc các chữ kanji trong từ vựng bài 12. Và chúng ta cũng kết thúc cái line này ở đây. Chúng ta đã học xong ngữ pháp của bài 12 nhé mọi người nhé. Và Sensei sẽ gửi link làm bài tập ngữ pháp bài 12 trên nhóm cho các bạn. Và các bạn làm bài tập giúp Sensei nhé. Buổi tiếp theo thì khả năng là Sensei sẽ like từ vựng bài 13 hoặc là làm bài tập ôn tập ngữ pháp bài 12 để các bạn nắm chắc kiến thức đã. Bởi vì mới học ngữ pháp thôi mà không làm bài tập các bạn sẽ quên. Ok chưa ạ? Sensei thường like 8 giờ mỗi tối nhé. Trừ thứ bảy chủ nhật hoặc nghỉ lễ Tết. Sensei bận đi chơi thì Sensei không like được. Và học hoàn toàn miễn phí đây mọi người ạ. Học hoàn toàn miễn phí nhá. Và like trực tiếp trên kênh Top Top Tiếng Nhật Không Khó này. Các bạn có thể follow kênh để mỗi lần Sensei like nó nhảy thông báo. Không, các bạn không biết tìm kênh ở đâu. Nhiều bạn đến giờ like xong cứ hỏi dối lên Sensei ơi, chắc là Sensei like kênh nào không biết. Rồi ok. Các bạn nào muốn vào nhóm thì các bạn kết bạn giá lầu số này và nhắn với cú pháp Sensei hỗ trợ em vào nhóm là được nhá. Thì lát Sensei tắt like thì Sensei sẽ gửi link nhóm cho các bạn. Nhóm hoàn toàn miễn phí. Ok chưa ạ? Và các bạn vào đấy sẽ xem lại được tất cả các video đã like từ bảng chữ cái lên đến hiện tại là ngữ pháp của bài 12 rồi. Sensei like cả từ vựng ngữ pháp và kanji nhé mọi người nhé. Like từ N5, hết N5 thì ôn luyện, thi N5 sau đó like lên N4, N3. Cứ thế, theo đúng lộ trình nhá, không bỏ rơi các bạn. Rồi, minasan otsukare sama desu. Sensei sẽ chuẩn bị tắt like nhé mọi người nhé. Khoảng 30 giây nữa Sensei sẽ tắt like để đi rửa bát đây. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi live tiếp theo nhá. Minasan oyasumi nasai. Sayonara. Mata ashita ne.